chúng ta chuyển qua phần giải đáp nghi vấn nè quý vị. À, thì có hai đáng tu tâm nè, có hỏi một câu: có cô chú bác nào biết về năm ông thẻ trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương? Kính nhờ chia sẻ, thành kính tri ân. À, bụi nhỏ ha, ok, nam mô Phật, trả mấy cho bụi nhỏ. Các cô chú có biết về năm ông thẻ trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương? Kính nhờ chia sẻ thành kính tri ân. Rồi rồi, cảm ơn hai ráng tu tâm, cảm ơn chú Phú Lâm nhà. Thì nói chung khi mà nói tới năm ông thẻ, con nhớ một cái câu nói rất là hay của các vị tiền nhân đã truyền khẩu lại, nói rằng Đức Phật thầy ngài có một cái câu nói là cấm năm ông thẻ, chẳng lẽ thua tào. À, thì chư quý đồng đạo biết đó, cái người Tàu á quý vị à, họ cái mộng bá đồ dương của họ lớn, họ luôn mang mãnh một cái tư tưởng là đi đến đâu đó phải gồm thâu lục quốc đến đó. Cho nên do đó đó quý vị, vào những cái thời mà ở Việt Nam á, của chúng ta đó, mà vua chúa rồi trạng rồi, là một cái nơi mà địa linh sanh anh kiệt, thì người Tàu biết là dân Việt có nhiều cái người tài, cho nên họ muốn làm sao mà chiếm được cái đất Việt đó thì phải làm cái cách nào đó cho đất Việt không còn là một cái nơi địa linh nữa, không còn có những cái nhân tài xuất hiện nữa, thì như vậy họ mới có đủ sức, họ làm cho tâm phục khẩu phục để mà họ đồng hóa được nước Việt. Thì quý vị biết đó là không phải ở cái Việt Nam mà đợi tới năm 1849 Đức Phật Thầy Tây An mới xuất hiện mở yếm đâu. Và cũng không phải là đợi tới năm có Mạc Cửu ở Hà Tiên đó thì mới có yếm đối với nhân tài trong nước. Mà một số nhà phong thủy nổi tiếng như là ông Cao Biển nè, ông Hoàng Phúc nè, ông Mạc Cửu nè, rồi ông sư Chân Nhân nè đó, thì ông sư Vạn Hạnh rồi đó, ông Đức Bổn Sư ở núi Tượng rồi đó quý vị, thì các ngài đều có bổn phận là mở yếm ở tại Thủy Đài Sơn, và ông Đầu Lập thì mở yếm ở Bài Bài. Thì sự xuất hiện của năm cái cây thẻ mà do Đức Phật Thầy Tây An cùng các đệ tử mà phá trấn yếm là chúng ta thường thường thấy đối với những bậc tu hành đã chứng đắc, như những cái nhà nhà sư mà con đã kể ở phía trên đó, thì đều xuất hiện là mở yếm của các thầy phong thủy ở bên Tàu, hóa giải được các hết những cái trận đồ trấn yếm ở vùng địa linh của Việt Nam. Thì năm cái cây thẻ là xuất hiện vào thời của Đức Phật Thầy Tây An ở ở những năm mà Đức Phật Thầy xuất hiện đó quý vị. Thì vào những năm 1851 thì Đức Thầy Tây An mới chỉ giáo cho vị đệ tử là ông Trần Văn Thành, tức là Đức Cố Quản, Đức Quản Cơ Trần Văn Thành á, cùng một số đạo hữu á, lên núi tìm gỗ. Cái cây đó là cái cây lào táo, cây 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 thẻ đó là làm bằng cây cây lào táo ấy. Cái gỗ đó đó nó là một cái loại mà nó chắc chắn lắm, người ta chỉ dùng nó làm trụ cột rồi thì chẳng khác nào là những cái cây danh mộc như cam xe, cà chất, nó chịu nổi cái tác động của cái yếu lý thời gian. Cho nên người ta mới gọi đó là năm cái cây thẻ. Khi mà tìm được những cái cây lào táo đó rồi đó, cho vuốt cái bắp sen, cái búp sen đó quý vị, vuốt cái hình búp sen mà thường thường bây giờ quý vị thấy trên cái trụ mà ở chùa rồi người ta thường hay có những cái sen búp đó, thì khắc lên cái bốn chữ là Bửu Sơn Kỳ Hương. Đó cũng là do lòng tôn kính các di tích của Đức Phật Thầy nên các đạo hữu Bửu Sơn Kỳ Hương á, người ta thường gọi là năm cây thẻ, là năm ông thẻ. Thì cái cây thẻ bằng gỗ lào táo á, khi khắc xong á thì mang đi năm nơi, mà khi đứng từ ở đỉnh núi Cấm nhìn xuống đó thì có thể thấy là cái thế ngũ long trấn phục. Thì tại cái núi Cấm đó đặt một cây và bốn cây dưới đồng bằng, được thể hiện qua bức tranh sống động như là một cái cây thẻ. Số 1 là Đông Phương Thanh Đế cắm ở làng Vĩnh Hành,
đó là ông thẻ số 1 quý vị. Còn cây thẻ số 2 là Bắc Phương Hắc Đế cấm ở lại tại làng Vĩnh Thạnh Trung. Thì làng Vĩnh Thạnh Trung hồi trước là Bình An Thạnh Lợi, thì bây giờ nó thuộc về xã Vĩnh Thạnh Trung. Quý vị có đi cái đường từ ở kinh 7 Vàm Sáng Vĩnh Tre, quý vị đi xuống thì quý vị đi cái con đường mà theo cái mương Bờ Dâu mà hồi trước tượng đi đó quý vị. Từ ở kinh 10 có cái đường mà tượng đi, rồi lâu ngày nó thành một cái con kênh nhỏ gọi là mương Bờ Dâu. Thì mương Bờ Dâu nó ăn ra tới Bình An Thạnh Lợi, nó đi ra tới ngọn Cái Dầu. Thì quý vị sẽ thấy được cái cây thẻ số 2 này. Còn nếu mà ở ở Cái Dầu á, ở Cái Dầu á mà chư quý đồng đạo chúng ta đi vào bằng cái đường cầu chữ S á, thì quý vị đi sâu vô bỏ kinh 1, bỏ kinh 2 rồi sẽ tới dinh của ông thẻ ở làng Vĩnh Thạnh Trung. Đó là ông thẻ số 2. Còn thẻ số 3 là Tây Phương Bạch Đế cấm ở Bà Bài làng Vĩnh Tế quý vị. Thì ở Bà Bài thì quý vị chạy qua khỏi khỏi núi Sam tới cái cầu Ba Nhịp. Thì quý vị sẽ quẹo phải thì quý vị chạy ra thì cái dinh ông thẻ đó ở bên đây là Việt Nam, còn bên kia là Campuchia, nó nằm giáp với lại ranh giới ở phía Tây Nam. Còn cái ông thẻ số 4 đó là Nam Phương Xích Đế cấm ở Dòng Cát rừng Tràm Vĩnh Điều. Thì chỉ có cái ông thẻ này là ở đó không có ai chăm sóc, không có ai gìn giữ. Cho nên cái ông thẻ đó thì quý vị mà biết đường đi chúng ta đi mới được. Cái đường đi vô nó khó khăn vậy lắm, nó hiểm trở. Hiểm trở là gì? Hiểm trở không phải là hùm beo tây tượng, hiểm trở không phải là gành dốc treo leo, không phải, mà nó không có cái đường lưu thông. Đi vào đó phải đi một đoạn, hồi trước thì phải đi bằng cái vỏ lãi, rồi sau đó mình phải đi bộ. Sau đó mình phải đi bộ quý vị đó. Rồi bây giờ thì đi xe được rồi, chạy xe vô, nhưng mà cái lúc mưa thì mình đi khó lắm đó. Thì đó là cái cây thẻ số 4. Thì năm cái cây thẻ nằm ở Trung ương Quỳnh Đế cắm ở Thiên Cẩm Sơn, ở núi Cấm gần hang Bất Diệt Lan á. Quý vị thường đi mà nói hang ông thẻ đó quý vị. Thì đó đó, đó là cái cây cây Trung ương Quỳnh Đế đó quý vị. Thì cả năm cây thẻ này là một cái niềm tự hào nó rất lớn của đất nước thống nhất có chủ quyền, với cái bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Cây thẻ số 1 á nằm ở làng Vĩnh Thanh thì thuộc Đông Phương Thanh Đế. Thì đây là một cái cây thẻ mà được cắm khuất mình với sơn thủy Hòn Non, nằm ở bàn thông thiên có quần long phục thức. Trong đó đó quý vị à, là người ta có một cái ngôi thờ tiền đình hậu tự. Thì trước là thờ quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực với hai cái bức tranh nói lên cái ý thơ là lửa hồng nhật tảo quanh thiên địa, rồi kiếm bạc kiên giang khiếp quỷ thần. Còn bàn thờ của ông Nguyễn Trung Trực á, thì ở phía sau có thờ Đức Phật Thầy Tây An và Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thì chung quanh tường được thiết trí nhiều cái bức tranh nói lên cái cuộc hành đạo của Bố Sơn Kỳ Hương, nhất là Đức Phật Thầy Tây An. Còn thẻ số 2 á là cấm ở làng Vĩnh Thạnh Trung á, thuộc Hắc Đế á. Thì nó có một cái đền thờ ở trong đó cũng 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 thường cũng có một cái ngôi thờ nó rất là cổ kính, rất là cổ kính. Nhưng mà đặc biệt á, thì cái dinh này là do không phải là tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương người ta giữ gìn, mà do một cái người con cháu dòng tộc ở đó đó người ta chiếm giữ. Rồi bây giờ đó thì cứ tranh hơn tranh thua, thành thử ra người ta muốn cất cũng khó mà cất lại, khó mà cái tôn tạo lại cái ông thẻ đó. Còn cái ông thẻ cắm ở Bà Bài á thì ở đó ngay cái chùa, có cái chùa đó là Bồng Lai Cổ Tự, là nơi mà ông Đạo Lập, tức là ông phá yếm và trồng lại cái cây thẻ số 3 đó. Thì cái cây thẻ này là cái cây thẻ thuộc hướng Tây, tức là Tây Phương Bạch Đế đó,
nắm trấn biên giới Việt Nam Campuchia ở xã Bà Bài Vĩnh Tế. Còn sau đó thì chúng ta cũng thường nghe kể lại mà về cái sự tích năm cây thẻ đó, thì chỉ có một cái câu nói rất là đặc biệt, đó là cấm năm ông lẻ thu tàu, tức là các vị đó đi gỡ yếm thấy được cái bằng cái quyền năng của Đức Phật thầy Tây An, ngài thấy được xứ Tàu qua đây nó ếm, nó trấn ếm nước Việt Nam, để nước Việt Nam không còn là trở thành là một địa linh, mà không còn là có những cái người mà nhân tài xuất hiện nữa, cho nên nó cấm từ nơi thì được các vị đó phá yếm. Phá yếm là đến đó đào lấy cái cây cây thẻ đó lên, hay hoặc là các vị đó đóng cái cây lào táo của Đức Phật thầy Tây An xuống, thì cái cây đó cũng do là Đức Phật thầy Tây An ngài ra lệnh cho Đức Cố Quản Trần Văn Thành. Và đặc biệt cái cây đó thì hình như là ngài đã truyền vào một cái năng lực, hay hoặc là một cái thế về cái địa lý, hay hoặc là trong thế trận đồ đó, quý vị, là để trấn ếm lại năm ông thẻ của Tàu, để rồi đất nước Việt Nam sẽ trở thành là một nơi địa linh anh kiệt, mà đúng như Đức Thầy nói, Thầy nói là khí thiêng liêng sông núi nhiệm màu, ung đúc giống anh hùng dân bốn bể. Thì bộ nhỏ chỉ biết về cái sự tích của năm ông thẻ là như vậy, cho nên bộ nhỏ cũng xin được chia sẻ cùng với chư quý đồng đạo qua cái hiểu biết riêng của mình. Còn nếu mà chư quý đồng đạo nào mà chúng ta hiểu rành hơn nữa, thì quý vị có thể là đưa tay lên để quý vị đóng góp thêm cho Hải Ráng Tu Tâm, cũng như là chư quý đồng đạo chúng ta hiểu về năm ông thẻ này. Thì xin cảm ơn tất cả chư quý đồng đạo đã theo dõi lắng nghe. Cảm ơn Hải Ráng Tu Tâm đã có một cái câu hỏi nó trở về với lịch sử, để chúng ta sẽ hiểu thêm được trong tiền thân của Đức Thầy, tức là Đức Phật Thầy Tây An, ngài cũng đã có công đối với đất nước của chúng ta, là những người có một cái tinh thần yêu nước nồng nàn, cũng đã dám chống kình với một cái cỗ xe mà Thành Cát Tư Hãn đã phải là kéo quân đi thôn tính tất cả các nước. Nhưng mà cuối cùng, thưa quý đồng đạo, đất nước Việt Nam là một đất nước nhỏ bé, nhưng mà đã trải qua bao nhiêu cái thời kỳ, chúng ta đã đánh thắng quân Mông Nguyên, đến đổi là những cái tướng mạnh cũng phải chung vào ống đồng mà bỏ trốn. Và cái bài tuyên ngôn độc lập đầu tiên thì chúng ta nghe một cái ý nghĩa rất là hay, nó cũng là một cái nguồn động lực để khích lệ tinh thần của ba quân tướng sĩ, dù là nhỏ nhưng mà biết đoàn kết, biết được nêu cao cái tinh thần yêu nước ngàn đời của dân tộc, thì chúng ta cũng sẽ có thể là tạo thành một cuộc cách mạng lớn để chống lại quân Mông Nguyên hung hãn. Cho nên Đức Thầy cũng đã từng 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 nêu cao cái khí phách đó, là Bạch Đằng Giang công nghiệp ấy ai bằng, quân Việt ít đánh tan Mông Cổ mạnh. Và cái bài tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của vua Lý Thường Kiệt là Nam đế Sơn Hà Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khang thủ bại hư. Có nghĩa là sông núi nước Nam vua Nam ở, đành rành đã định tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Thưa quý đồng đạo, bộ nhỏ xin chân thành cảm ơn chư quý đồng đạo và xin gửi mic lại cho chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi lắng nghe. Chúc quý vị cùng gia quyến luôn được sống an lành, ấm no, hạnh phúc trong từ quang của Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý đồng đạo có mặt trong room bên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Giờ là 2:19 sáng rồi, nhưng mà nghe bộ nhỏ trình bày rất là hay, cho nên cũng có lên ít lời để khen ngợi và kích động tinh thần của bộ nhỏ. Thật sự ra đó thì nói gì năm ông thẻ đó giờ cũng nghe nói nhiều lắm rồi, nhưng mà không có rành. Mà bữa nay nghe bộ nhỏ nói vậy đã chứng tỏ là bộ nhỏ nghiên cứu rất là kỹ. Cái điều này là rất là khó chứ không phải dễ đó quý vị, mà bộ nhỏ trình bày vậy là chứng tỏ là bộ nhỏ nó có tài liệu, có nghiên cứu, cho nên mới biết rành mạch về Đông Tây Nam Bắc có bốn cái thẻ đó, chứ mình đọc lẻ tẻ thì mình cũng thấy nhưng mà nắm không có hết.
Tại vì em ếm đối thì mình biết rằng cái pháp khoa phong thủy người Tàu rất là thịnh hành đó, cho nên họ toán biết là trăm năm, ngàn năm về trước, ngàn năm về sau thì biết rằng sau này nó quy nguyên về nước Việt Nam, cho nên họ muốn cắn ếm theo cái pháp phong thủy để mà cái sự mà hưng thịnh đó, nó ở nước Tàu chứ nó không qua Việt Nam, nhưng mà mua sự tại nhân thành sự tại thiên, cho nên nước Việt Nam mình xuất hiện từ Phật thầy về sau này nó là để mà lập đạo cứu đời và cứu nước, cho nên dầu con người có giỏi cách mấy nữa mà luật trời đã định rồi thì không ai có thể là thay đổi được. Thì bọn nhỏ trình bày đó thì quý vị thấy là cái đó là cái rất là đặc sắc chứ không phải là thường đâu, ai có nghiên cứu qua phong thủy rồi mới thấy rằng cái vấn đề phong thủy nó rất là quan trọng, cái về vật chất với tinh thần nó đi đâu với nhau. Mà người Tàu thì họ phát rất là văn minh về cái đề cái pháp phong thủy, cho nên họ thấy vậy cho họ làm vậy, nhưng mà cái đó là cái mưu sự tại nhân thôi, còn nhưng mà thành sự thì tại thiên, cho nên cuối cùng là họ cũng không có thể thực hiện được đó. Thì rất là hoan nghênh tinh thần của bọn nhỏ đã bỏ công ra nghiên cứu theo dõi và biết được từng địa thế của năm cây thẻ nằm ở đâu, cái đó là cái hay. Tôi nói giờ tôi cũng chưa nghe ai nói đầy đủ như bọn nhỏ vậy.